Nằm trên võng thả diều, cậu bé khiến dân tình chỉ biết ướt vì trông quá chiều. Wow. Trời ơi, thả diều. Khi bạn sống hướng nội nhưng lại có sở thích đi thả diều và cái kép. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cu cậu nằm trên võng cực thư thái, tay cầm con diều thả bay cực cao trên bầu trời đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Từ những gì quay lại cho thấy, cậu bé nằm đung đưa trên chiếc võng trông vô cùng thoải mái. Trong khi đó, cuộn dây vẫn được em cầm chặt ở trên tay để giữ con diều bay ổn định ở phía xa xa trên bầu trời. Khung cảnh trời xanh, mây trắng, dòng sông nước chảy ở bên cạnh kết hợp với cậu bé nằm võng đung đưa thả diều khiến dân tình chỉ biết ướt vì quá là chiêu. Nhiều thành viên mạng xã hội thẳng thắn thừa nhận rằng mình năm nay đã rất nhiều tuổi nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh nằm võng ở nhà nhưng vẫn thả được diều. Xưa rồi cái cảnh chạy ở đồng giữa trời nắng cháy, thời đại 4.0 lên ngôi là khi nằm võng nhưng vẫn thả được diều, vừa khỏi sợ đen da, vừa không lo sợ bị xách cây roi đi kiếm. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại: gió liêu hiu, con mắt nó liêu thiêu, con diều xíu nữa nó mất tiêu. Như này làm thêm bịch bim bim, thêm cốc trà sữa nữa thì hết nước chấm luôn. Khi mẹ bảo thả diều tránh chỗ nắng ra và cái kết, con nằm võng thả diều luôn cho mẹ vừa lòng. Nhìn chung thì cũng chiêu đó, nhưng lỡ ngủ quên cái thì lên Tây Thiên tìm diều luôn nha em trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.